Hôm nay 17 tháng 5 là ngày Viễn thông và Xã hội thông tin thế giới. Năm nay, với chủ đề Sáng tạo số vì mục tiêu phát triển bền vững, Liên minh Viễn thông Quốc tế ITU mong muốn các quốc gia thành viên triển khai các hoạt động hưởng ứng, thúc đẩy việc đổi mới về công nghệ, đổi mới trong ứng dụng, thúc đẩy kết nối, chuyển đổi số. Trước làn sóng AI trên toàn cầu, hàng loạt các giải pháp, ứng dụng, nền tảng, trợ lý ảo AI Made in Việt Nam trong thời gian qua đã ra đời, góp phần giải các bài toán chuyển đổi số cho Việt Nam, thúc đẩy kinh tế số, xã hội số, phổ cập công nghệ này tới mọi người dân, doanh nghiệp. Đây là camera trang bị Box AI được thí điểm lắp đặt trên cầu vượt Thái Hà, Hà Nội. Những ô tô có chiều cao vượt mức cho phép lên cầu sẽ được camera phát hiện và cảnh báo qua màn LED, đồng thời lưu trữ hình ảnh vi phạm. Với khả năng giám sát rộng, liên tục, nhanh chóng, hệ thống theo dõi giao thông tích hợp công nghệ AI đang được triển khai rộng khắp trên cả nước như các tuyến đường nội đô, cao tốc, mang lại hiệu quả tích cực. Đối với cầu rẽ Ninh Bình trước đây thì cái đội tuần đường hàng ngày là họ có khoảng 6 đến 7 người và cứ suốt ngày đi từ đầu tuyến đến cuối tuyến để xem là có những cái sự cố gì xảy ra trên đường không. Thì sau khi bên mình triển khai cái hệ thống nâng cấp có áp dụng cái công nghệ AI thì những cái nhân viên này gần như là bây giờ họ chỉ ngồi ở trung tâm và với sự hỗ trợ của hệ thống khi có cái sự cố gì đấy thì họ mới đi ra ngoài đường thôi. Thì cái số lượng nhân sự mà để vận hành toàn bộ cái hệ thống đấy nó đã giảm đến khoảng 1/3. AI giờ đây đã hiện diện trong tất cả các sản phẩm, ứng dụng chuyển đổi số ở các ngành, lĩnh vực tại Việt Nam. Từ giáo dục, y tế, tài chính, ngân hàng, giao thông, ứng dụng của AI rất rộng, nhưng tiềm năng nhất chính là trợ lý ảo AI. Nhiều doanh nghiệp Việt đang nỗ lực ngày đêm phát triển trợ lý ảo tiếng Việt. Đây là công cụ giúp giải các bài toán đặc thù Việt Nam mà những công cụ AI nổi tiếng như ChatGPT khó có thể đáp ứng. Những cái bài toán như là chăm sóc khách hàng, những bài toán như là xử lý các tác vụ marketing hoặc là hỗ trợ nhân viên văn phòng, hỗ trợ review hợp đồng, hỗ trợ soạn hợp đồng, hỗ trợ soạn các mục tin quảng cáo hay là hỗ trợ cái việc đánh giá các cuộc gọi là hội thoại với khách hàng chẳng hạn. Thì đó là những cái use case mà dễ dàng nhất có thể ứng dụng tại Việt Nam hiện nay. Làm việc cùng với trợ lý ảo AI là xu hướng trong năm nay. Do đó, phổ cập kỹ năng xây dựng chatbot, trợ lý ảo cho người dân, đào tạo cho doanh nghiệp, cho ra đời các người ảo là mục tiêu được các doanh nghiệp Việt hướng tới. Kỹ năng phát triển trợ lý ảo trước đây nó là một cái hoạt động rất khó, nhưng mà sau khi ChatGPT ra đời, cái sự đột phá công nghệ thì nó tạo ra những cái kiến trúc mới và cho phép mọi người tạo chatbot mà không cần phải code. Một nhân sự bình thường thì chỉ cần bỏ ra tầm 15 phút thôi là có thể tạo ra được một cái con chatbot trợ lý ảo để hỗ trợ công việc của mình. Và mình tin rằng là trong khoảng tầm 2 đến 3 năm tới thì cái việc xây dựng phát triển chatbot nó sẽ đơn giản cho mọi người dùng Word và Excel thôi. Năm nay là năm ứng dụng mạnh mẽ AI và trợ lý ảo vào mọi lĩnh vực của đời sống xã hội theo định hướng của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trong quý 2 năm nay, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đưa ra một số ứng dụng mẫu theo hướng ứng dụng AI diện hẹp, phục vụ cho hoạt động quản lý, điều hành. Đồng thời sẽ soạn thảo đề xuất về quy định quản lý AI dựa trên kinh nghiệm quốc tế, từ đó là tiền đề thúc đẩy công nghệ này đi vào cuộc sống.